ngày 30 tây tháng 4 năm 2015, chúng tôi đang có mặt ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, trong cuộc chiến Việt Nam có rất nhiều những bức ảnh để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Trong đó, bức ảnh trong tay chúng tôi, bức ảnh hai người lính, một người lính phía miền Bắc và một người lính phía miền Nam đang khoác vai nhau. Mặc dù bức ảnh này chỉ xuất hiện trong những năm gần đây, nhưng đã làm cho rất nhiều người chú ý về cái ấn tượng có hai người lính ở hai chiến tuyến cặp vai nhau. Có thể nói đây là bức ảnh duy nhất trong chiến tranh Việt Nam cho thấy cảnh này. Và bên cạnh chúng tôi là ông Chu Chí Thành, chính là tác giả của bức ảnh này. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu với ông Chu Chí Thành bức ảnh đặc biệt này đã được chụp trong hoàn cảnh nào. Như bên gia Chu Chí Thành có thể giới thiệu đôi chút về ông thưa ông. Vâng. Tôi thì những cái năm chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc thì lúc đầu là còn đang là sinh viên của trường Đại học Tổng hợp khoa Ngữ văn. Thì đến năm 66 thì chúng tôi ra trường, được chuẩn bị lúc đấy thôn xã lấy về để đi công tác miền Nam mà đi B. Thế nhưng mà khi mà Mỹ đánh phá ác liệt ngoài Bắc thì cái việc thông tin ở ngoài Bắc cũng rất cần, cho nên họ đã xẻ lại một cái nửa lớp đào tạo phóng viên tin và ảnh của thông xã ấy, ở lại để công tác ngoài Bắc. Thì tôi đã được phiên chế vào cái tổ ảnh quân sự của thông xã Việt Nam làm việc. Và trong tổ ảnh đó thì như vậy là có một nửa số phóng viên là những anh em trong quân đội, tức là của phân xã quân đội, còn một nửa là của thông xã Việt Nam. Thế cái tổ này có cái nhiệm vụ gì là những cái điểm nào đánh phá ác liệt và những cái sự kiện lớn trong cái khu vực ở ngoài Bắc ấy, thì chúng tôi đều đến. Và có những cái chiến dịch lớn thì được đi vào Nam, ví dụ, nhưng mà chủ yếu là các anh phóng viên trong lực lượng quân đội họ được đi, chứ còn chúng tôi thì là không được đi sâu. Nó cũng có nhiều lý do, có thể là do là phía quân sự họ muốn giữ bí mật này, thứ nhất. Thứ hai là họ cũng muốn là để cho cái lực lượng là nó phải có đủ cả phía Bắc và Nam, vì các anh trong bộ đội thì anh đi vào quân sự là thông thạo hơn bọn tôi và dễ dàng hơn. Thế thì năm 73 là có cái trao trả tù binh, thì tôi được cử vào Quảng Trị để lấy hình trong cái sự kiện này, và tôi đã chụp hàng ngày thì trực ở cái bờ sông Thạch Hãn để chụp cái cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam đấy. Thế nhưng mà có những ngày cách không chụp ảnh ấy. Do là tôi là phóng viên thì tôi muốn tìm hiểu cái nơi giáp danh là lúc đó ở Quảng Trị như thế nào, cũng là một cái yêu cầu để đưa tin chụp ảnh về cái sự kiện này. Thì bởi vì lúc đó là cái nơi giáp danh là cũng là cái nơi mà rất căng thẳng giữa hai bên, một phía của chính quyền Sài Gòn và phía của chính phủ cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và có sự gọi là hiểm trợ mà đóng quân của quân đội miền Bắc nữa đấy. Thế thực chất bên chúng ta nói là cái lực lượng mà gọi là ở vùng giải phóng thì là như vậy, lực lượng của quân của Hà Nội là có nhiều đấy. Thế tôi đấy là cái hoàn cảnh mà tôi đi đến để chụp được cái bức ảnh này đấy. Như vậy thì một cách cụ thể trong hoàn cảnh nào ông đã có mặt và đã chụp cái bức ảnh rất là độc đáo có 102 như thế này thưa ông? Vâng, tức là vào cái đầu tháng 4, tôi nhớ là như vậy, là đầu tháng 4, cuối tháng 3, tháng đầu tháng 4 năm 1973 là tôi đến cái chốt Long Quang ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thì cái chỗ này là cái nơi giáp danh giữa hai bên, một bên là phía lính của chính quyền Sài Gòn, một bên là của mặt trận. Tôi thấy rất ngạc nhiên là tự nhiên lại thấy một cái tốp lính của anh em phía Sài Gòn sang bên này, họ làm cái dây tuyến với nhau bằng cái dây thừng này, dây ngang này, xong họ kéo cái dây xuống bên này vẫy, là họ sang.
Cái dây thừng là cái dây chia đôi. Chia đôi, đấy. Cái tuyến như thế ở chỗ nó kịch mục hết. Có phải ngay ở cái cầu Hiền Lương sông Bến Hải hay là một nơi khác không? Không phải. Đây nó là vào sâu trong là gần cầu Quảng Trị đấy. Nó gần cái Quảng Trị chứ không phải là Bến Hải. Bến Hải thì đã thuộc miền Bắc ngay từ lúc ấy rồi. Đấy. Bến Hải là trước thì chia đôi, nhưng bên lúc giải phóng thì là thuộc về miền Bắc. Đấy, đấy. Thế thì họ sang thì tôi mới thấy là một không khí rất vui vẻ, tức là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Là thấy mấy anh lính Sài Gòn đi sang và có một anh mặc áo dằn di, trông to khỏe và cũng tương đối dữ tợn, lại đưa tay bắt tay một cô du kích. Tôi chụp được cái ảnh đó. Tôi có cái ảnh đó bây giờ, mà cái đó thì tôi còn phim. Đấy, còn phim, cái chuyện phim này cũng rất kỳ lạ, là một câu chuyện cũng đáng kể cho chúng ta theo dõi về cái chuyện gọi là tác nghiệp của phóng viên lúc bây giờ. Thế và sau đó ấy, tôi chụp xong mấy kiểu thì như vậy, chính cái người lính Cộng Hòa này nói với tôi rất vui vẻ: anh nhà báo, anh chụp cho em một ảnh kỷ niệm với anh chiến sĩ giải phóng. Tôi nghe thế tôi thích quá. Thế là tôi không nói gì, tôi gật đầu và bảo để tôi chụp cho, ra đây chụp. Thế là tự nhiên là hai người khoác vai nhau, còn tất cả anh em là đứng hai bên để nhìn hai người đó, và tôi chụp hất ra cái cánh đồng ở ngay cái chỗ chốt giáp danh ấy. Đấy. Và chụp xong thì chúng tôi cũng không nói gì cả, và tôi cũng chỉ nghĩ rằng đấy là một cái, lúc đó là chỉ nghĩ một cái điều là mình rất mừng là người lính Sài Gòn họ đã không muốn đánh nhau, và họ muốn gọi là làm thân với cái người lính miền Bắc. Xin hỏi ông một cái chi tiết này. Vâng. Tức là hai bên ngăn bằng một cái sợi dây thừng. Vâng. Và khi mà những người lính phía Nam, phía Sài Gòn, vâng, bước qua, vâng, là do phía mấy người lính ở phía bên miền Bắc mời gọi thì gọi. Họ đi qua. Vâng, họ đi qua. Đấy. Dạ. Đấy. Và nói thực là tôi quan sát này, lúc ấy là cái hào của hai bên. Bên kia còn xa tôi không rõ, nhưng bên này tôi nhìn rõ. Và có cả để cả những cái đạn, đặc biệt là nó kiểu như là loại phóng lựu hay phóng tên lửa, nó to nó nhỏ nhỏ này, đặt dài bên này. Tôi nhìn thấy tôi rất kinh. Bên phía miền Bắc ấy là có cái loại đạn để cắm bên này. Và bên kia họ cũng nhìn thấy, họ sát họ nhìn thấy. Thế nhưng mà cái không khí lại rất là thân ái giữa hai bên, và tôi thấy là cái đó là nó chỉ xảy ra trong giai đoạn đó. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc đó phía miền Bắc là có một cái chủ trương là hòa hợp và hòa giải dân tộc, cho nên là anh em phía miền Nam ấy họ cũng tin và họ rất là muốn là hòa giải và hòa dân tộc. Họ không thích cầm súng đó, vì cầm súng, những người lính mà cầm súng tiếp tục thì như vậy là tính mạng của họ cũng không bảo đảm. Vậy thì cái lúc ấy bước qua, ngoài cái anh lính có xuất hiện trong hình là có người khác hay không, hay là anh là người duy nhất bước qua thôi? Không, không nhiều, tức là đến 4-5 anh lính khác nữa. Và họ đi qua thì đi qua tay không, hay là có cầm súng hay các vũ khí nào khác không? Không, tay không thôi, họ chỉ đi tay không thôi. Họ đi tay không rất là hòa bình với nhau chứ không có súng. Có súng thì không được sang, chắc thế rồi. Mà đây tôi nghĩ là chắc không phải lần đầu tiên, mà chắc là nhiều lần rồi. Đã nhiều lần, cho nên họ thỉnh thoảng họ cứ vẫy tay nhau. Và thậm chí là tôi còn nghe được chuyện, tức là họ bên anh em phía Cộng Hòa họ còn đem rượu sang cùng bên này uống với nhau. À, tức là họ đã biết nhau, đã biết nhau rồi, trước rồi. Trước rồi đấy. Thế thì thấy chúng tôi đến này họ vẫy nhau sang để nói chuyện. Thế và tôi chứng kiến được cảnh đó, tôi đã chụp ảnh. Khi mà họ qua như vậy, ông có để ý là họ nói cái gì với nhau, câu chuyện gì với nhau hay không, thưa ông? Về chiến tranh hay là về gia đình riêng hay là như thế nào ạ? Thực ra là họ chỉ hỏi những câu chuyện xã giao về tình cảm gia đình này khác thôi, chứ còn không nói đến cái chuyện chiến sự, không nói đến chiến tranh, không nói đến những cái chuyện gọi là như chúng mình quan niệm to tát về chính trị, không? Mà họ rất là thân ái với nhau. Cảm giác của ông lúc đó như thế nào? Nó thực là đây là một cái hiện tượng mà ngoài sức tưởng tượng của tôi đó, và tôi cảm thấy rất là sung sướng. Và rõ ràng là gì, là trước đây đấy tôi có một cái gọi là một cái định kiến rằng là những người lính Sài Gòn là những người rất là hung dữ,
Bởi vì thực ra đến bây giờ ảnh chụp được cũng có một số người là chặt đầu rồi moi gan, những người gọi là du kích thì cộng sản ăn có chuyện có thật, cho nên mà mình không có cảm tình. Cái đấy là cái thực. Thế nhưng mà khi mà thấy họ ăn mặc áo rằn ria, tất cả trông nó cũng khác bên này, trông cũng hơi dữ, nhưng mà họ cũng cười nói bình thường, thì mình cảm thấy là rất gần gũi, và tôi cảm thấy một cái điều rất mừng. Tôi nghĩ thầm trong bụng mà như thế này thì chắc là cái không khí mà gọi là căng thẳng giữa hai bên nó sẽ không còn nữa. Bởi vì này tôi xin nói thêm một cái là tại sao mà tôi có cái so sánh nó. Bởi khi mà trao trả tù binh ở trên sông Thạch Hãn ấy, thì hai dòng người tù đi ngược chiều nhau, và cái khí thế của hai bên là vẫn còn có vẻ tỏa ra, toát ra một cái sự gọi là như là thù địch nhau. Cái đó là điều sự thật. Bởi vì những cái người chiến sĩ trong tù của phía Sài Gòn ra ngoài vùng tự do ấy, thì các anh ấy là bỏ hết quần áo của phía Sài Gòn trang bị và căng cờ biểu ngữ lên để một mặt là tố cáo cái chế độ gọi là tù đầy của Sài Gòn là tàn ác nặng nề, một mặt thể hiện cái khí phách của mình là không hợp tác với phía Sài Gòn, cái cởi quần áo là như thế, và cái nữa là thể hiện cái gọi là quyết tâm mà của họ là họ đấu tranh đến cùng. Dưới đấy cũng là một. Nhưng ở phía bên Sài Gòn mà được phía Hà Nội trao trả ấy, thì anh em đi cũng bình thường, họ được trang bị một cái quần, bộ quần áo là áo sơ mi trắng và quần kaki của Nam Định, đội mũ kép và xách tay một cái túi đồ lẻ của cá nhân. Thì họ đi rất là trật tự, nhưng mà trong đó cũng có những cái người mà họ cũng tỏ ra cái thái độ là phản kháng đến cùng, tức là đến bờ sông họ cởi áo ra thì có chữ chống cộng rất rõ ràng. Đấy. Thế thì chỗ đó là tôi là một phóng viên là nhìn khách quan thì thấy là hai cái luồng người đi lại là rất căng thẳng. Thế nhưng mà ở cái chỗ chốt này mà cái chỗ chính là chỗ là sẵn sàng súng đạn bắn nhau thì lại ngược lại là họ lại rất là thân ái với nhau. Về mặt thời điểm thì cái lúc trao trả ở sông Thạch Hãn như ông nói là năm nào, và còn lúc này thì mình biết là năm 73. Tất cả đều diễn ra từ cuối tháng 2 năm 73 cho đến 30 tháng 4 là hết. Cùng một cái thời gian đó. Cho nên tôi chụp bức ảnh mà hai người lính này này là xen kẽ trong cái thời gian mà tôi chụp trao trả tù binh. Ông có nói là ngoài cái bức ảnh này ông còn chụp hay là quay cái ảnh mà ông lính bắt tay cô du kích. Có. Ngay bức ảnh này đó thì ông chụp bao nhiêu tấm hay là chỉ một tấm đó mà thôi? Tất cả chỉ có một tấm một thôi. Ngoài ra ông chụp những tấm nào khác khi họ tới với nhau, sinh hoạt với nhau, bắt tay với nhau? Có một hai tấm nữa là họ ngồi trên cái công sự này nhưng mà nó không được đẹp, tôi vẫn còn giữ. Nhưng mà còn có hai tấm là tôi đã cho một cuốn sách của tôi, tức là tấm này và cái tấm là cũng anh lính này, chính anh lính này lại bắt tay cô du kích. Và cái anh lính mà hai anh lính bá vai nhau này thì họ đang bá vai nhau đứng ở ngay cái vòng chung của các anh lính Cộng hòa và anh lính mặt trận. Đấy, họ đứng nhau súng xít với nhau rất là hữu hảo. Theo một bài báo viết ra thì ông giấu tấm ảnh này cho tới năm 2007. Vì sao có cái chuyện giấu tấm ảnh thưa ông? Tôi tới 2007 mới đưa ra. Tôi thì không phải là giấu, mà vấn đề là tôi giữ lại. Tôi giữ lại nó này, tức là thực ra ấy, bây giờ thì phải nói lại đúng sự thật là tại sao tôi giữ tấm ảnh này. Khi tôi đưa phim, tôi tráng phim xong, tôi gửi về Hà Nội. Thì như vậy là ở nhà là biên tập họ không lưu cái ảnh này của tôi. Và như vậy là sau 3 tháng tôi về công tác, tôi về đấy, thì như vậy là tôi nhìn lại cái market của mình thì thấy bức ảnh này là không được lưu. Thế tôi có muốn tìm lại cái phim thì như vậy là ở nhà là các chị em ở cái tổ lưu trữ thì họ đã bỏ đi rồi. Vì không lưu, nguyên tắc là tôi làm cho hãng thông tấn mà, thì tất cả là phim ảnh là họ quản, thế tôi không được quản. Thế nhưng mà tôi vẫn tiếc,
thì sau khi mà họ trả lại tôi cái market gốc ấy, thì tôi mới bóc cái ảnh này ra để tôi giữ riêng, tôi giữ vào cái quyển sổ của tôi và một số ảnh khác, mà tôi lại cũng không hiểu sao mà tôi lại có được cái còn lại được cái đoạn phim cùng chụp cái này. Chắc là tôi nghĩ rằng là lúc đó là tôi xuống tư liệu là các chị cho tôi cái đoạn phim đó thì còn là nãy đến giờ. Chứ còn cái ảnh gốc này là từ một cái ảnh 34 mà đến năm 2007 tôi làm triển lãm ảnh của tôi, tức là cái triển lãm là ở Sài Gòn này nó gọi là ký ức chiến tranh, mà ở Hà Nội thì tôi đặt một cái tên nó khác, tức là những khoảnh khắc không thể quên. Đấy. Thì tôi đưa ra lúc đó là 2007 tôi đưa ra thì mọi người ngạc nhiên là sao có ảnh này. Họ cũng rất là thích thú. Và đặc biệt ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh thì những anh em ở phía ngày xưa còn ở phía bên Sài Gòn thì họ thấy lạ lùng. Họ lạ lùng. Thế như vậy là đến gần đây thì báo chí thì họ mới lại khai thác nhiều về cái đề tài này. Cái chi tiết này rất là lý thú. Ừ. Khi mà ông đưa nộp lại cho thông tấn xã thì rồi, cái bức ảnh này đã bị loại ra như rồi, vậy. Rồi. Phải chăng là vì cái thời điểm đó nó chưa đúng thời điểm để mà thông tấn xã Việt Nam sử dụng những tấm ảnh mang cái ý nghĩa như thế này? Thực ra thì những cái người biên tập thì cũng là anh em của chúng tôi cả thôi. Nhưng mà mỗi một người có một cái nhận thức khác nhau, quan niệm khác nhau về một cái tấm ảnh. Có thể tôi cho họ loại là vì như là thứ nhất là bức ảnh ấy nó có thể nhạy cảm với đúng chưa? Có hình ảnh một người lính Việt Nam, người lính Sài Gòn với một người lính Bắc mà tại sao lại là còn khoác vai nhau? Thế nhưng mà họ không hiểu một điều là sâu xa tôi chụp là nếu nói ra tôi cũng trên quan điểm là chính trị là gì, là hòa hợp dân tộc, mà nhà nước đảng lúc đấy cũng nói là phải hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước. Đấy. Mà có hòa hợp được dân tộc thì mới thống nhất được đất nước. Thì tôi đã chụp đây và tôi giữ rằng tôi nghĩ rằng đây là một bức ảnh rất hiếm trong đời công tác của mình là có được, và tôi rất rất quý cái hình ảnh này, quý hai người lính này ở chỗ là họ đến với nhau rất vô tư. Họ vẫn sau cái hiệp định Paris thì họ coi như là giải thoát được cái hận thù, mà bản thân hai người lính này người ta có thù gì nhau đâu. Họ khoác vai nhau, họ muốn gọi là sống hòa bình với nhau, là tôi thấy cái đó là cái điều là rất rất con người, rất đúng. Mà nó thể hiện rất đúng cái tình người của người Việt Nam. Tình người Việt Nam có câu gì là nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Đấy, thì tôi, chính cái đó mà tôi đã chụp và tôi đã giữ đến bây giờ. Nói về cái bức ảnh bị loại ra như vậy thì nó có một cái số phận tương đối giống với lại bức ảnh cô gái Napan của Nick Úc, vâng, nếu mà ông nhớ, hoặc vâng, là khán giả có nhớ, đó là bức ảnh đó khi nhiếp ảnh gia Nick Úc mà ông cũng đã gặp mấy bữa nay. Tôi đã gặp rồi. Khi nộp lên cho hãng AP, hãng AP thì có cái người biên tập đã quyết định không sử dụng trong vòng mấy ngày. Với lý do là bức ảnh quá lộ liễu, thảm khốc. Và đứa trẻ không còn mảnh vải nào trên người. Đúng rồi. Do đó là đã quyết định không sử dụng. May mắn thay là ông tổng biên tập của AP lúc đó đã nhìn thấy và quyết định đăng bức đó, và bức đó đã trở nên là rất nhiều người trên thế giới xem được, và Nhiếp ảnh gia Nick Úc đã lãnh giải Pulitzer. Sau khi ông chụp bức ảnh này, câu chuyện về cái vấn đề ông về sau ông đi tìm lại những người ở trong bức ảnh cũng rất ly kỳ. Vâng. Ông có thể chia sẻ cái giai đoạn đó ạ? Vâng.